À, đợi đợi xíu nha. Hello, hello. Thanh Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương xin kính chào toàn thể anh chị, quý vị các bạn nhà mình nhá. Đấy, chào tất cả các bác đang xem buổi livestream hôm nay ở đấy. Chào những khách hàng đầu tiên và thân thiết nhất đã vào xem buổi livestream hôm nay nhá. Ồn quá, có Avel không? Sao lại ồn quá đấy anh ơi? Avel có rất là nhiều luôn ạ. Chào Đức Anh này, chào Lôi Phạm này, chào bác Duy Trang, chào bác Đinh Thị Thu Trang. Chào lại gia đình mình ạ. Avel có đấy anh nhá. Hai đầu đang có hai đầu Avel luôn. Đấy. Ở chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi buôn bán như ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã hoạt dụng này. Đấy, các bác mình đang xem buổi livestream báo giá này của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Hãy cho xin một nút like, một nút theo dõi kênh YouTube cũng như kênh Facebook chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video cũng như là những buổi livestream tiếp theo bên em nhá. Đấy thì phải bác đưa anh hỏi đầu Avel đúng không? Avel có đây anh ơi. Avel bên em đang có hai mẫu nhá. Mẫu này là một này, và một mẫu nữa nhá. Thì em giới thiệu mẫu này cho bác trước ạ. Đây, Avel 2016 này, màu bạc. Động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền là 215 triệu đồng. Đấy, chốt luôn đi còn gì nữa. 215 triệu đồng nhá. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Vọng Đỏ, la sáng nút 4 bánh, lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xịn đại chất luôn nhá. 215 triệu đồng thôi nhá. Đăng ký đăng kiểm dài miên man luôn đến tháng 12 năm 2023. Vâng ạ, cho Nguyễn Hùng ạ. Chào tất cả anh chị, quý vị mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Các bác là đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ vui vẻ cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi cả gia đình nhà mình ơi. Đây, Avel bên này còn hai mẫu bác nhá. Vậy là 2016 là còn 2017 này. Đây, Avel 2017 1.5 số sàn đấy, còn là 225 triệu đồng. Màu đen rất đẹp, sedan hai đầu, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Con này thì em đang bán với cửa tiền 225 triệu đồng, bao rút hồ sơ gia đình nhá. Đấy, ship xe trên toàn quốc, là sáng đúc phanh nghĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương kính cục xe điện nhá. Đăng ký đăng kiểm dài này 225 triệu đồng. Vâng, chào Trần Hằng này, chào Trần Thanh, chào Trần Đức Anh, chào đại gia đình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Đấy, các đang xem buổi livestream hôm nay hoan hỉ vui vẻ cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi để lan tỏa hơn buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, bước sóng này để tiếp cận được với những anh chị ở những quý cô bác nào đang có nhu cầu tìm những dòng xe đã hoạt dụng nhá. Đấy, vừa rồi là hai mẫu Avel rồi. La chất thì biển 98 à? Có La chất thì biển 98 nhá. Kia Morning màu vàng cũng có nhá. Nhà mình đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào này, cứ bình luận, cứ comment đi để em Tùng tư vấn thôi nhá. Đấy. Tư vấn về chất lượng xe là 1 này, giá cả là 2 này, thủ tục mua bán thế nào nhá, em tư vấn cho ạ. Đầu là Morning màu vàng ở đầu kia đang đứng ở góc này thì giới thiệu con La chất thì biển 98 trước nhá. La xe đi biển 98, đăng ký là bánh năm 2009 này. Động cơ 1.5 số sàn màu đen, sedan hai đầu. Con này thì em đang bán với cửa tiền tham khảo gia đình nhà mình là 145 triệu đồng. Vào rút hồ sơ nhá. La sáng đúc, lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi thì còn zin. Đấy, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 12 năm 2023 nhá. 145 triệu đồng, sedan hai đầu. Các bác nào đang có nhu cầu muốn tìm một dòng xe tập lái để tránh mưa tránh nắng này, tham khảo xem mới nhá, gia đình mình ơi. Bình luận, comment, chia sẻ nhiều lên các bác, những ai chị quý vị thân thương ơi. Vâng, cho Hải Trần này, cho bác Nước Điểm Đông này, chào bác Trần Thị Thu Hằng này. Kia Morning màu vàng à? Đây ạ. Kia Morning màu vàng thì bên em đang có một chiếc nhá. Đâu em xem ở đâu nhỉ? À, Kia Morning màu vàng thì này đi công vụ rồi. Kia Morning màu vàng này đi công vụ rồi ạ. Đấy, bác mà đang quan tâm dòng Kia Morning màu vàng này, để lại cho số điện thoại đi. Để mai kia là nó về thì em sẽ giới thiệu trực tiếp cho bác nhá. Đây, từng xin báo giá lần lượt những đầu sản phẩm bên em đang có thì mình cùng quan sát này.
Các bác nào quan tâm sâu nhé, cứ bình luận, comment hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage hoặc là hai số điện thoại đang để trên hình 0343 54099 0347 7717 để em tư vấn và làm giá sâu nhé. Tiếp theo đây giới thiệu anh chị quý vị cho mình đấy, Mitsubishi Outlander 2016 đăng ký đánh năm 2018, động cơ 2.0 số tự động nhập Nhật nguyên trước nhé. Một dòng xe SUV gầm cao 5 chỗ của gia đình nhìn mình đây đấy, máy số keo chỉ sơn xi bao zin, bao test hãng cho chị quý vị nhà mình 555 triệu đồng đấy, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp cũng như là ship xe trên toàn quốc nhé. Xe băng nước sơn màu bạc màu xám đá rất đẹp đây, động cơ 2.0 số động đấy, la răng đúc này, lốp láp đẹp này, máy số keo chỉ sơn xi zin, có phanh đĩa chống bốc cứng ABS rồi đấy. Các nào đang quan tâm dòng xe 5 chỗ gầm cao máy thoáng này, quan tâm chiếc này nhá, 555 triệu đồng đấy, rất đẹp luôn, nhập Nhật nguyên trước ạ. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem buổi livestream hôm nay rất nhiều nhá. Đấy, mỗi tối thì em xin gia đình mình từ 40 đến 45 phút thôi để báo giá đánh đầu sản phẩm mà bên em đang có này. Các bạn là quan tâm sâu dòng nào thì cứ bình luận, cứ comment nhá, để em review sâu hơn thì mình cùng quan sát ạ. Thì ở bên này tiếp tục lại một đô la Chetty này, La Chetty 2007 140 triệu đồng nhá, la răng đúc, phanh đĩa, máy số keo chỉ sơn xì còn chất còn đẹp, xin nhan trên sườn xe. Em bán con này với cửa tiền là 140 triệu đồng thôi. Đấy, tập lái tránh mưa tránh nắng cơ bản nhất nhá, xe đang đầu màu đen, đăng ký đăng kiểm dài biên man luôn, đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2023 nhá. Các bạn nào đang yêu cầu một dòng tập lái để tránh mưa tránh nắng hơn 100 triệu nhá, tham khảo trong chiếc này này. Đấy, còn rất nhiều đầu xe để phục vụ gia đình mình. Đấy, hôm nay thì bên em cũng chốt mấy chiếc rồi, bên này bên em chốt mấy chiếc, một chiếc rơi ly này, một chiếc Kia Morning màu đỏ thì hôm nay không còn nào chốt rồi này, và chốt một chiếc Daihatsu La Chetty CX của mình nhá. Đấy, các bác nào mà đang có nhu cầu tìm xe cũ này, mùa đông cũng đến rồi đấy, mùa đông lạnh lẽo sắp đến rồi, hãy chuẩn bị cho mình một chiếc xe gia đình đi, phục vụ nhu cầu gia đình này, bản thân này đấy, để tránh mưa tránh nắng thôi đấy, bảo đảm sức khỏe, phục vụ những nhu cầu của mình thường ngày nhá. Vâng, chào bác Hoàng Hiếu này, chào bác Nguyễn Dũng, chào bác Trung Kiên, chào bác Quang Đạt, chào bác Thanh Ngoan đấy, cho em xin 757 là chia sẻ đi, không mất tiền không mất bạc gì cả, đến lan tỏa của livestream mình hơn. Đến nếu các bác nào đang có nhu cầu mua xe cũ nhá thì đến với em để được xem xe, được tư vấn và chạy thử xe miễn phí, chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Tiếp theo đây, chiếc máy quay này xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình nhá, Kia Morning màu xám lông chuột nhá, Kia Morning màu xám lông chuột bản SX số động, nhập Hàn đời 2010, động cơ 1.0 máy eco, tiết kiệm nguyên liệu vô cùng luôn, tư nhân chính chủ, 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Vàng Đỏ. La răng đúc hoa mai, phanh đĩa chống bốc cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện nhá. Máy eco 1.0 rất tiết kiệm này. Con này thì em đang giao bán với cửa tiền tại mình cùng tham khảo là 228 triệu đồng thôi. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu tìm một xe tập lái tránh mưa tránh nắng số động, đấy, quan tâm cho chiếc này nhá. Đấy, cam lùi cam hành trình này, màn hình Cova 228 triệu đồng cho mẫu Kia Morning số động này ạ. Đâu bác nào mà vừa hỏi Kia Morning vàng đây, thì Kia Morning vàng đi công vụ về rồi này. Đấy, 195 triệu đồng, 1.24 máy nhá, nhỏ gọn tiết kiệm điện. Đấy, rất lành, rất bền này. Đấy, con Morning màu vàng bên em vừa đi công vụ về này. Đấy, bác nào vừa quan tâm Kia Morning màu vàng nhỉ, bình luận comment đi bác ơi. Cái mẫu Kia Morning màu xám trượt rồi nhá. Tiếp tục này, em Tùng xin giới thiệu anh chị quý vị mình. Đấy, Toyota Vios quốc dân lồi đồng cuối đá nhá, màu trắng này, màu trắng này bạn cũng mua. Chiếc này đời 2017, đăng ký bánh 2018 bản E số động, động cơ 1.5 nhá. Đấy, em Tùng đang bán với mức giá mong muốn gia đình nhà mình là 450 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp, ship xe trên toàn quốc nhá. Đấy, màu trắng rất đẹp đây. Xe được trang bị la sáng đúc 4 bánh này, phanh đĩa chống bốc cứng 2m thì đầy đủ rồi, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đấy, cặp đèn pha mắt quỷ được độ rất đẹp đây, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn bản E số động, cam lùi cam hành trình, màn hình Cova điều hòa auto. Đấy, vô lăng túi khí nhá, máy số các chỉ sơn xi zin, bao test hãng cho chị quý vị mình 450 triệu đồng. Đấy, Toyota Vios màu đỏ gửi đến màu trắng gửi ra đi đây. Đấy, bác nào phải hỏi đầu Kia Morning màu vàng này. Đấy, Kia Morning màu vàng đây nhá, Kia Morning màu vàng đời 2016, đăng ký vào bánh năm 2018. Nghe nghe ở trong máy công an đây, động cơ 1.25 số sàn 4 máy,
Con này thì bên em đang bán với cửa tiền là 190 triệu đồng nhá. 190 triệu đồng, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, 4 mùa không lụt. Cam lùi, cam hành trình, màn hình Cova đấy. La sang đúc phay nhá. Một dòng xe là mệnh danh là nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, bền bỉ. Điện đóm. Máy số rất là lành, rất ít khi hỏng vặt nhá. 195 triệu đồng cho mẫu Kia Morning màu vàng ạ. Đây, em xin báo giá hết những cái đầu sản phẩm góc đầu đi, lanh quanh tầm 200 triệu đấy, 230, 220, 190 này, để mình cùng tham khảo này. Vậy là Kia Morning đấy, 5 chỗ nhỏ gọn nhá. Tiếp tục báo giá đây chị Kim mình này. Đấy, lại một đầu xe nhỏ gọn 5 chỗ là Hyundai nhá. Xe có tên là Hyundai Grand i10 bản đổ 2014, đăng ký là bánh 2016 à. Động cơ 1.0 số sàn. Đấy, tư nhân chính chủ 30 hạt phố đây. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền là 235 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho chị quý vị mình. Đấy, bản đồ phun kịch được trang bị la sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện nhá. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Đấy, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng nhá. Bản đồ của dòng Hyundai Grand i10 2014 Tùng đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng. Nhà mình cùng tham khảo xuống nhá. Hyundai Grand i10 rồi này. Đấy, cạnh mẫu Hyundai Grand i10 2014 rồi này. Tiếp tục báo giá chị quý vị nhà mình nhá. Đây, Toyota Vios 2010 bản E màu đen 225 triệu đồng nhá. Đấy, Toyota i10 màu đen. Đấy, màu đen sẽ mình cùng tham khảo nhá. Đấy, thì cái chỗ đầu, cái hàng đầu là giới thiệu hết rồi này. i10 đúng không? Và đây i10 một đầu này. Đấy, ở chỗ này có i10 hai đầu nhá. Các bác nào đang quan tâm dòng i10 hai đầu tham khảo cho em chiếc này nhá. Đấy, 258 triệu đồng. Hyundai Grand i10 bản bay 2014. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xi zin đấy. Xin nhan trên sườn xe nhá, lốp láp đẹp. Đấy, hai đầu rất là đẹp của gia đình đấy nhá. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương nhá, con này thì tên tư nhân rồi. Tên tư nhân không dịch vụ taxi, cam nồi cam hành trình. Đấy, rất là đầy đủ nhá. Các bạn nào mà đang quan tâm một dòng sedan hai đầu, đấy, tầm tiền lên quanh 250 nhá. Con này chính xác 258 triệu đồng. Các bạn nào chốt được hôm nay này, giảm ngay còn 250 thôi. Giảm ngay số lẻ cho đây mình cưng này. Đấy, vẫn bao rút hồ sơ bình thường nhá. Giảm 8 triệu vẫn bao rút hồ sơ bình thường được ạ. Đây, 5 chỗ báo giá rất là nhiều này. Báo giá tiếp tục báo giá 7 chỗ này. Vâng, chào Phạm Nga này, chào bác Tuấn Tị, chào bác Mễ Du Di, chào bác Chu Vi, chào bác Dương Trường, chào Hoàng Hiếu, chào đại đình mình ạ. Chào bác Phạm Nga nhá. Thì ở đằng sau đây xin giới thiệu anh chị quý mình một dòng xe 7 chỗ nhá. 7 chỗ tầm trung quanh 160 cho mình cùng tham khảo này. Xe tên là Vivante Chevrolet 2009. Động cơ 2.0 số sàn màu đen. Đấy, nhà mình nào mà ai đang muốn cho mình một mẫu 7 chỗ tầm trung giá rẻ nhá. Quanh quanh 160 thôi. Tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đất mỏ đây. Thì quan tâm chiếc này nhá. 156 triệu đồng. Đấy. Bao rút hồ sơ đình mình này. Đấy. La Chetti Selic nhá. Tiếp tục La Chetti Selic này. Đấy, còn một chiếc La Chetti Selic duy nhất cho anh chị quý mình cùng tham khảo nhá. Xe đò đăng ký biển 99. Đây, tư nhân 99. Bắc Linh quê hương con họ chương trình nhá. La sáng húc. Đấy, lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan trên sườn xe. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài đến tháng 7 năm 2023 nhá. Đây, cửa sổ lốc trên cao này. Động cơ 1.6 số tự động nhá, đăng ký 5 chỗ ngồi. Bản đồ phun kịch cưới gia đình nhà mình. Đấy, ra cái xích nhập hàng 2010. 255 triệu đồng bao rút hồ sơ cho đại đình ạ. Avel giới thiệu này. Avel 216 giới thiệu này. 215 triệu đồng thôi. Sedan hay đầu màu bạc giá một con Morning gia đình ạ. Đây, tiếp theo này nhá, chiếc máy quay này. Giới thiệu anh chị quý vị nhá. Accent. Hyundai Accent 2009 nhá. Các bác nào đang có nhu cầu tìm cho mình một chiếc xe sedan hay đầu tập lái tầm 09-10 này. Đấy, phong dáng rất đẹp luôn nhá. Tham khảo cho em chiếc đi. 156 triệu đồng. Một động cơ 1.4 số sàn nhập hàng nguyên chiếc nhá. Giá còn bớt, còn giảm sâu được cho chị quý vị mình. Đấy, la sáng đúc này. Cặp đèn pha halogen này. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 11 à, đến tháng 12 đến cuối năm nay nhá. 165 triệu đồng thôi. Vâng, cảm ơn được team của bác Ngoan Thanh này. Đấy. 79 chào vâng ạ, 34 lại chào 79 này. Chào kệ nó đi, chào bác Tống Văn Quý này.
Chóc Mai Hoàng, chóc Nga Phạm. Chào toàn thể chị quý mình nhà mình ạ. Vâng, xe đẹp quá, vâng. Phải xe đẹp, phải xe chất. Thì bên em mới lấy về để phục vụ anh chị quý vị nhà mình. Đấy, xe thì được tuyển chọn rất là cắt cao rồi. Rất là nhiều anh thợ kỹ thuật gọi là cao tay đấy và nhiều năm kinh nghiệm. Đấy, tuyển chọn những đầu xe mà uy tín, chất lượng nhất để mang tới đại gia đình nhá. Đấy, toàn xe đẹp, toàn xe đẳng cấp rồi. Đấy, tham khảo dùm em gia đình ơi. Hello anh, vâng. Hello bác Nguyễn Trường, hello tất cả những bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn các bác nhá. Cảnh mẫu Accent 2009 rồi này. Tiếp tục báo giá dành nhá. Hyundai Accent 2019 xe lướt nhá. Đi 5.2 chuẩn. Em Tùng đang bán với cửa tiền 395 triệu đồng. Đời 2019, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. Cao lùi cao trình, màn hình Cova, vô lăng túi khí. Đấy, đề đổ sáng tác tốt. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 9 năm 2023 nhá. Đấy, bán 395 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp. Ship xe trên toàn quốc cho những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu Hải Dương. Vâng, cháu Nguyễn Khôi. Cháu xin xin lại chào cả gia đình mình ạ. Đấy, xin cảm ơn những lượt tim, lượt like, lượt chia sẻ, lượt bình luận của những quý anh chị, quý các bác trên ba miền tổ quốc của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Vừa rồi là khá nhiều dòng gầm thấp rồi. Báo giá tiếp tục cho anh chị mình hai mẫu SUV gầm cao nhá. Hyundai Santa Fe. Đấy, em từng bán cửa tiền 15 triệu đồng, 315 triệu đồng thôi. Giá bằng con Morning nhá. Có còn mẫu Toyota nào tầm 100 không bác à? Toyota tầm 100 thì bên em còn 100 chính xác thì không có, nhưng tầm 130 thì có nhá. Tầm 135 triệu đồng thì có một mẫu Toyota Vios 2006. Đấy, bác có quan tâm sơ hỏi nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhá. Hoặc theo dõi buổi livestream ngày hôm nay đi. Tí em sẽ review mẫu đây cho bác ạ. Phương Trang Hiền Nguyễn này. Chào tất cả những bác hôm nay mới vào xem buổi livestream nhá. Các bác làm lần đầu xem buổi livestream này, hãy cho em xin một nút like, một nút theo dõi kênh để không bỏ lỡ những buổi báo giá trực tiếp cũng như những video lên sóng giới thiệu sản phẩm bên em ạ. Santa Fe 2007 2.7 2 cầu điện. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền 315 triệu đồng nhá. SUV gầm cao máy thoáng 7 chỗ nhà Hyundai đây. La xăng đúc, phanh địa chướng bó cứng AVS. Cam lùi cam hành trình này, màn hình Android cỡ lớn này. Đèn pha bi cầu nhá. Đấy, hai cầu điện hỗ trợ đề hỗ trợ khởi động ngang dốc, hỗ trợ đổi đèo, cảm biến điện tử cân bằng. Đấy, cam lùi cam hành trình thì full kịch rồi nhá. Hai cầu 315 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu, còn gia lộc nữa cho gia đình mình ạ. Cạnh Hyundai Santa Fe 7 chỗ này. Giới thiệu tiếp tục cho nhà mình. Đấy, SUV 5 chỗ gầm cao nhá. Xe có tên là Honda CRV. Đấy, Honda CRV màu đen 2009, 2.4 số tự động nhá. Đấy, tư nhân chính chủ 37 Nghệ An quê hương Bắc Hồ đây. Đấy, la sáng đúc, phanh địa chứng bó cứng AVS này. Cặp đèn pha bi cầu này. Đấy, cặp đèn gầm phá xương tiêu chuẩn. Xin nhan trên gương, đăng ký đăng kiểm được đến tháng 12 năm 2022. Đấy, giá đầy đồ trên cao nhá, cam lùi cam hành trình. Màn hình OLED cỡ lớn nhá. 405 triệu đồng. 405 triệu đồng, còn bớt, còn giảm sâu cho mình ạ. Vâng, cháu Quang Thái này, cháu Lê Linh Lê này. Có phải số sàn tầm 250 không à? Vios số sàn tầm 250 có bác nhá. Đây, Vios số sàn tầm 250 đây. Cháu Văn Quý ạ. Đây, Vios số sàn tầm 250 bác tham khảo cho em mẫu này nhá. triệu đồng. Đây, Toyota Vios bản E 2009. Động cơ 1.5 số sàn đây, bác tham khảo cho em đi. Xe ai đầu lồi đồng cối đá quốc dân đấy ạ. Lồi đồng cối đá quốc dân nhá. Con này đăng ký đăng kiểm khá là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. La xăng đúc, phanh địa chống bó cứng 2m. Xin nhan trên gương, gương kính cục xe điện nhá. Rất tiết kiệm nhiên liệu này. Lanh quanh chỉ tầm 5 lít 2 đến 5 lít 4 trên 100km đường hỗn hợp thôi. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất luôn. Hồ sơ cầm tay rồi nhá. Nên là bấm biển này sang tên đổi chủ trong vòng lốt nhạc thôi. Có Honda Civic không? Honda Civic thì tạm thời chưa có nhá. Bác cứ tạm ứng cho em xin một nút like, một nút theo dõi đi. Lao vào về đầu Honda Civic nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp với bác ạ. Vâng, chào bác Phạm Tiệp nhá. Chào Thành Hải Trương, chào Giang Đình, chào Văn Quý, chào toàn thể anh chị quý bác trên ba miền tổ quốc, những khách hàng thân thương yêu quý nhất của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Và ngồi ở chỗ này là đến con Honda CRV này, SUV 5 chỗ gầm cao này, 405 triệu đồng này. Đấy, báo giá lần lượt ở đầu xe cho mình cũng dễ quan sát, dễ tham khảo nhá. Tiếp tục 7 chỗ đây, con này thì số tự động nhá. 7 chỗ số tự động. Đấy, lanh quanh chỉ có 190 triệu đồng thôi.
tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, quê hương bánh đậu xanh đây. La sáng đúc, đấy, lốp láp đẹp màu vàng cát rất là hợp mắt này. Xin nhan trên dần xe nhá. Động cơ 2.0 số động, đấy, có 190 triệu đồng thôi ạ. 190 triệu đồng thôi mà lại còn bớt sâu, còn có thể thương lượng gia đình của mình. Đăng ký đăng kiểm dài miên man luôn. Đến tháng 3 năm 2023 nhá. Nội thất ghế da, điều hòa long lạnh 2 chiều rét buốt rất căng luôn. Đấy, nội thất rất là rộng rãi phục vụ nhu cầu gia đình mình. Đấy, màu vàng cát này, các bác nào mà muốn chọn mình một chiếc xe tầm trung giá rẻ số động 7 chỗ, tham khảo cho em này nhá. Đấy, đăng kiểm rất là dài luôn. Vâng, cháu Nguyễn Hữu Khoan này. Chào bác Tuyền Nguyễn Hữu là cháu Hoàng Đức Hợp. Chào toàn thể các bác nhá. Chúc gia đình mình có một buổi tối vui vẻ. Có bước sóng livestream này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất đi. Đại gia đình ơi. Cạnh mẫu 7 chỗ Vivante Chevrolet số động vừa rồi này. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị mình nhá. Toyota Vios 2016 màu vàng cát, lồi đồng cối đá quốc dân đấy ạ. Con này thì bản E 1.5 số sàn. Đấy, tên tư nhân. La sang đúc này, con này lên rất là nhiều đồ chơi, em xin giới thiệu cho mình nhé. Rất là nhiều đồ chơi luôn này. La sang đúc này, phanh đĩa chống bó cứng ABS này, cặp đèn pha bi cầu này, xin nhan trên gương này, màn hình cova cỡ lớn này, DL stop, vô lăng tối khí nhá. Đấy. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 360 triệu đồng thôi. 360 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ giải góp ship xe trên toàn quốc cho anh chị quý vị em mình. Đấy, một mẫu xe Toyota Vios 2016 rất là chất, rất là đẹp đây. Đấy, miễn bàn thì chất lượng thì chỉ bàn đến giá cả thôi. Đấy, giá cả em thấy vô cùng hợp lý rồi. Để phục vụ anh chị quý vị mình nhá. Đấy, Toyota Vios bản E216 số sàn 365 triệu đồng. Gửi đây anh chị, quý các bác nhà mình ạ. Toyota Vios 2016 này. Đây, tiếp tục lại một chiếc xe đời 2016 nhá. Xe này mang tên là Zondo 2016, đăng ký bánh 218, tên tư nhân. Đấy, màu trắng rất đẹp đây, 7 chỗ, xe gia đình đến từ nhà Kia. La răng đúc phay được trang bị 4 bánh này. Anh em mình xem cái cặp la răng đẹp không? La răng đẹp. Xin nhan thì trên gương kính cụp xe điện, phanh đĩa chống bó cứng ABS thì đầy đủ rồi. Cam lùi, cam hành trình này, đấy, màn hình cova nhé, đèn pha bi cầu. Đấy, mặt ca lăng thì vô cùng là khỏe này. Xe này cũng rất tiết kiệm thôi, động cơ 2.0 số động. Đấy mà ăn anh quanh chỉ tầm 5 lít 3 đến 5 lít rưỡi trên 100 km đường hỗn hợp rồi ạ. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài đến tháng 8 năm 2023. Đấy, con này thì em Tùng đang bán với mức giá mong muốn cho anh chị quý vị gia đình nhà mình là 270 triệu đồng nhá. Đấy, đời cao. Bao rút hồ sơ hỗ trợ giải góp, ship xe trên toàn quốc. Máy số keo chỉ sơn xi đại chất luôn nhá. 7 chỗ gia đình đến từ nhà Kia 470 triệu đồng. Đấy, hàng này nè. Hàng này được chấm hết rồi đấy. Hàng này chấm hết luôn. Nên là sản phẩm chất lượng rồi này. Review hết rồi. Đấy, ra cái góc bên này đi. Để giới thiệu gia đình mình này. Báo giá là khá nhiều là dòng 5 chỗ này. Tiếp tục mà vài đầu 7 chỗ thì mình cùng tham khảo một lượt luôn này. Đấy, 7 chỗ tiếp tục nhá. Đây, 7 chỗ nhà mình tiếp tục tham khảo em những đầu xe quốc dân này nhá. Toyota Innova nhá. Toyota Innova 2006 2.0 số sàn này. Đấy, la sáng lúc lốp láp đẹp này. Đấy, bản G xịn em Tùng đang bán với cửa tiền là 260 triệu đồng. Xe đời 2008 nhá. Đấy, đẹp chưa? Vâng, cháu Phạm Trách nhìn xe đẹp quá, có bán trả góp không cháu? Bác Phạm Trách ơi, có bên cháu có bán trả góp nhá. Đấy, bên cháu có bán trả góp ạ. Những xe đời 2014 trở lên với cửa tiền là trên 300 triệu thì bên cháu có trả góp nhá. Vâng, cháu Thiện Thiên Thượng Hòa nhá. Đấy, các bác ơi, cứ bình luận đi nhá. Đấy, em sẽ tư vấn tất cả về chất lượng xe, giá xe này, thủ tục mua bán, thủ tục ship xe như nào cho gia đình mình cùng biết nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều này. Các bác nào đến gần, các bác ở gần thì đến trực tiếp bên em để được xem xe, chạy thử xe và được tư vấn miễn phí nhá. Vậy là Innova 2008 này, thì ở chỗ này em có một chiếc Innova nhá. Innova 2011 2.0 số sàn bản gò xịt, nước sơn màu xám đá rất đẹp đây. Tên tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phòng Đỏ đây. Bản G xịn được trang bị là răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương kính cụp chuyển điện, vô lăng túi khí nhá. Đấy, 2.0 số sàn, hộp số VVTi. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 325 triệu đồng thôi. 325 triệu đồng, bao rút hồ sơ đình mình này. Đây, mẫu xe 7 chỗ quốc dân, nội thất rộng nhất, phân khúc nhất, điều hòa của Nhật thì không phải bàn rồi. Đấy, 325 triệu đồng thôi. Đấy, 37 chỗ này. Tiếp tục đây một chiếc 7 chỗ giới thiệu lốt cho mình này. Xe thì có mang tên là Mitsubishi Zoyli 2004 nhá. Đăng ký bánh 206, động cơ 2.0 số sàn. Đấy, 7 chỗ mà em đang bán với cửa tiền
130 triệu đồng thôi. 130 triệu đồng nhá, đầy đủ đồ chơi, đầy đủ phụ kiện rồi. Đấy, lộ thất ghế da, điều hòa nóng lạnh 2 chiều, vô lăng túi khí. Đấy, cam nồi, cam hành trình đầy đủ rồi. Nội thất thì sạch sẽ thương thôi nhá, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi. Đấy, Mitsubishi Jolly 2004. Đấy, tên tư nhân, 7 chỗ 130 thôi, rẻ bằng con SH luôn, thì mình cùng tham khảo nhá. Đấy, đi chơi này, phục vụ gia đình, tránh mưa, tránh nắng, rất là hay, rất là đẹp này. Đấy, 7 chỗ ở góc này hết rồi này. Đây, báo giá chiếc đầu tiên này đi. 5 chỗ gầm cao nhá. Tiếp tục là 5 chỗ gầm cao thì mình cùng tham khảo cùng các Tùng này. Tucson nhá, Hyundai Tucson 2009, 2.0 số động 2 cầu, màu đen. Đấy, số động em đang bán với cửa tiền là bằng con Morning thôi, 295 triệu đồng. Tư nhân 15 Hải Phòng, máy số keo chỉ sơn xịn đại chất nhá. Đấy, 295 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu cho đại đình mình. Đấy, 7 chỗ rồi mà. Và có Tucson góc này báo giá hết rồi này. Đấy, nhà mình ơi, đang quan tâm mẫu nào đi, cứ bình luận, cứ comment nhá, để em Tùng tư vấn sâu cho phải những đầu sản phẩm cho mình quan tâm ạ. Đấy, bảo đảm cho gia đình mình về chất lượng, về giá cả, cũng như ở những thủ tục an ninh pháp lý là phải chuẩn chỉ nhá. Đây, góc này, giờ giới thiệu góc này này. Đây, một chiếc xe đời cao mình cũng tham khảo rồi em này. Xe có tên là Certo 2017. Certo 2017, động cơ 1.6 số động bản full, trang bị la xăng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, sấy gương, sấy kính, option cửa sổ trời, ba lô la mai nhá. Đấy, 14A đi anh, đây 14A đây ngơi. Certo 2017 đây, 1.6 số động bản full đây, cửa sổ trời, ba lô la mai này, cam nồi, cam hành trình này, cảm biến đầu đít thì đầy đủ cả rồi. Tư nhân chính chủ 14A Quảng Ninh, đất mỏ đây. Đấy, đèn pha bi cầu, màn hình cova cỡ lớn này, xi nhan trên gương, gương kính cùng xe điện, tay mở cửa được trang bị nốt chạm, một nốt mở và chạm thông minh nhá, vô lăng túi khí. Đấy, bề lỗ sata top này, gầy số thể thao này, tóm lại một bầu trời công nghệ rồi. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 485 triệu đồng nhá, 485 triệu đồng cho mẫu Kia Certo 2017 số động trước máy quay đây. Đấy, bao zin nhá, bao zin và bao test hãng cho anh chị của mình trên toàn quốc luôn, một mẫu xe rất đẹp này. Đấy, các bạn nào đang quan tâm một dòng xe đời cao hoặc là quan tâm những hãng xe tên tuổi đến từ nhà Kia này, để ý cho em chiếc này nhá. Đấy, máy số keo chỉ thì còn đại chất. Vâng, chào bác Vượt qua chính mình, chào bác Nguyễn Định, chào bác Tuấn Tị, chào bác ô tô Thanh Tùng, chào bác Minh Nguyễn, chào đại gia đình mình nhá. Thì em là Thanh Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, địa chỉ Lam Trung Nam Sách, Hải Dương. Các bạn nào đang quan tâm những dòng xe mà đã qua sử dụng nhá, bảo đảm chất lượng cho gia đình mình nhá. Đấy, những xe cũ thì bên em vẫn có chính sách bảo hành về máy số quanh quanh từ 6 tháng đến 1 năm nhá. Đấy, bảo hành máy xe cũ như xe mới luôn, cho anh chị quý mình yên tâm về chất lượng nhá. Cái mẫu Certo 2017 rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý mình này, là số động nhá, số động hatchback một đầu nhá. Xe tên là Gentrek. Gentrek màu xám bạc, nhập hàng nguyên chiếc, đời 2009, động cơ 1.2 số động nhá. Đấy, số động nhỏ gọn này. Các bác nào mà muốn bổ túc tay lái này, vừa có bằng nhá, bổ túc tay lái thêm, tham khảo cho em mọi đi. La sáng đúc này, phanh đĩa chống bó cứng ABS, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều, đèn gầm phá xương này, cam lùi, cam hành trình, màn hình cova, sấy gương, sấy kính, sấy ghế, cửa số lóc, ba lô la ma đây. Đấy, em đã bán con này với cửa tiền 235 triệu đồng thôi. 235 triệu đồng, bao zin, bao chất gia đình mình. Santa Fe Gold giá sao à? Bên em còn con Santa Fe 207 thế, con em con đấy thì giá là 315 triệu đồng nhá. Đấy, trước đấy giá là 315 triệu đồng bác Mạnh Công Bùi ạ. Bác bảo con quan tâm đến dòng Santa Fe thì bên em còn một chiếc Santa Fe số động 207 2.7 máy xăng nhá. Còn đấy 315 triệu đồng bác ạ. Đằng sau chiếc Gentrek 2019 rồi này, 2009 rồi này. Tiếp tục báo giá gia đình của mình nhá. Đây, Accent 2009 1.4 số sàn màu trắng này. Đấy, nhập hàng nguyên chiếc 2009 nhá. Đấy, bác đợi em một xíu ạ. Đấy, bác đợi em một xíu bác ơi. Xe này mang tên tư nhân 99 Bắc Linh, quê hương con họ là Chí Tình đây. Cam lùi, cam hành trình này. Đấy, cam 360 của chiếc này đầy đủ rồi. Máy số keo chỉ thì đại chất luôn. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 3 năm 2023 nhá. La sáng đúc này, phanh đĩa này. Đấy, gầm bệ chắc chắn không mục mọt này. Nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh 2 chiều. Em đang bán với cửa tiền này là 155 triệu đồng rồi nhá. 155 triệu đồng thôi.
Bác đợi em một xíu, bác Mạnh Công Bùi nhá, bác đợi em một xíu này. Em xin phép review lốt mấy cái mẫu này để em sang các bên kia nhá. Để báo giá mình nhận. Cảnh mình đang xem buổi livestream hôm nay. Để hoan hỉ vui vẻ cho Tùng xin 5 7 lượt chia sẻ nhá. Để lan tỏa buổi livestream hơn, cảm ơn thầy rất nhiều này. Chào bác Khánh Văn Đích, chào bác cả một đời đã qua này. Chào tất cả những anh chị quý vị như mình ạ. Đây góc này thì khá nhiều xe tập lái đây, muốn giới thiệu cho mình lanh quanh trăm thôi. Con này 135 triệu đồng, xe tên là Kia Mộ. Xe tên là Hyundai Gani 10 2008, 1.0 4 máy nhỏ gọn. Các bác làm mà vừa có bằng muốn bổ túc tay lái, muốn chọn cho mình một chiếc xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu, dễ đi dễ dụng này. Quan tâm trước này đi, Hyundai Gani 10 2008 nhá. 135 triệu đồng, còn có thể bớt, còn có thể giảm sâu ở cái đình mình ạ. Đây, cho rất là nhiều xe luôn này. Rất là nhiều xe đánh quanh tập lái tầm hơn 100 triệu gia đình mình thôi. i12 2008 vừa rồi đúng không? Tiếp tục là 2008 giới thiệu cho mình Kia Morning nhá. Kia Morning số sàn 2008, 146 triệu đồng nhá. 146 triệu đồng. Động cơ 1.0 đấy. Máy số keo chỉ sơn xi đại chất luôn. Đăng ký đăng kiểm dài miên man đến tháng 3 năm 2023. Đấy em Tùng đang bán với cửa tiền là 146 triệu đồng thôi. Bản SX bản đủ nhá, hai túi khí la sang đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Số sàn này, tiếp tục đến Kia Morning số động này. Kia Morning số động tập lái 190 triệu đồng. Đời 2009 1.0 màu trắng mình mẹ mắng cũng mua đây. Đấy, rất nhiều đồ xe đẹp rồi. Là mình đang quan tâm đến những mẫu xe nào đi. Cứ bình luận comment đi, em Tùng tiếp tục tư vấn chia sẻ báo giá cho ạ. Đây Toyota Vios mà lanh quanh 100 đây nhá. Nhà mình tham khảo dùng này. Toyota Vios 2006 đây. 135 triệu đồng thôi. Sedan hai đầu, lồi đồng cuối đá, tiết kiệm điệu, tập lái tránh mưa tránh nắng. Đấy, tên tư nhân 34 Hải Dương nhá. 135 triệu đồng. Đấy, góc này rất nhiều xe tập lái luôn này. Morning nhá. Tiếp tục Morning này. Morning đời 2011 135 triệu đồng màu vàng. 110, hôm nay em bán 120 thôi. 130 bán còn có 120 thôi. 1.0 nhỏ gọn tiết kiệm màu vàng đẹp kính con đây. Máy số cao chỉ sơn chi đại chất đại đẹp luôn. Đấy 120 còn bớt còn thương lượng. Vâng chào bác. Dịch vụ chào bác Đặng Thắng, dịch vụ cưỡi hỏi này. Chào bác Tiến Đỗ, chào bác Ngô Tuấn này, chào bác Nguyễn Khánh Ích. Chào toàn thể anh chị quý vị, những khách hàng thân thương, những quý cô bác trên ba miền Tổ quốc. Đây tiếp tục lại tập lái mà full option đời sedan đầu phân khúc hạng D nhé. Sedan đầu phân khúc hạng D này. Xe được mang tên là Daewoo Maglev 2005, đăng ký lăn bánh năm 2007. Động cơ 2.4 số tự động nhá. Đấy, sedan đầu phân khúc hạng D, phân khúc hạng sang luôn. Giới thiệu gia đình, giờ em bán 135 triệu đồng thôi. Full đồ chơi này. Đấy, cam lùi cam hành trình, màn hình Android, vô lăng túi khí này. Đèn pha bi cầu, sấy gương, sấy kính, sấy ghế. Gương kính và ghế đều chỉnh điện nhé. Có cả nhớ ghế luôn. Xi nhan trên sườn xe, đấy. Hai đầu sedan hạng D hạng sang. Em Tùng đang báo với cửa tiền 135 triệu đồng thôi ạ. Đấy, góc này em báo giá hết rồi này. Rất nhiều đầu tập lái cho anh chị mình nhá. Các bác đang quan tâm đến mẫu nào cứ bình luận đi, comment đi. Vâng, chào bác Nguyễn Trung ạ. Đấy, lâu lắm rồi mới gặp bác Nguyễn Trung này. Mới quay lại với buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đồ ngoài Dương nhá. Chia sẻ nhiều lên bác Nguyễn Trung ơi. Đâu thì bác nào vừa hỏi con Santa Fe nhỉ? Đây. Santa Fe đây nhá. Santa Fe 2.7 hai cầu điện máy xăng nhá. Quan tâm trước này đi. Con Vios 216 về không anh? Bác ơi, Vios 216 217 bên em rất là nhiều luôn nhá. 216 một chiếc số sàn này, 217 có hai chiếc số động. Đây, Santa Fe 207 đây. Santa Fe 207 nhá. 315 triệu đồng, hai cầu điện, số tự động nhá. Máy xăng. Đấy, cam lùi cam hành trình này. Cặp đèn pha bi cầu, màn hình cô va, vô lăng túi khí nhá. Máy số keo chỉ sơn xi còn zin luôn nhá. 207 nhưng em vẫn bao zin cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, cam lùi cam hành trình, màn hình cô va này. Nội thất bên trong thơm to sạch sẽ rồi. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Chốt chốt Innova. Ok bác Phạm Hào ơi, chốt Innova nhá. Nhắn tin trực tiếp cho em qua hai số hotline đi. Hoặc là nhắn trực tiếp qua fanpage được lắm nhá. Còn hai đầu Innova nữa. Một chiếc 2008 và một chiếc 2011 cho bác lựa chọn nhá. Cảm ơn bác Phạm Ngọc này. Các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Lấy hoan hỉ vui vẻ cho em xin mấy lượt chia sẻ đến chị quý vị gia đình nhà mình ơi. Vios 216 và 217 ok để em quay Vios 216 và Vios 217 cho các bác cùng có tham khảo nhá.
Đây, Vios 2016 đây. Màu vàng cát được đội full công nghệ, full đồ chơi nhá. Cùng tham khảo này. Bản E Vios 2016 1.5 số sàn. Đấy, tên tư nhân. Máy số keo chỉ sơn si để bao zin nhá. La sang đúc phanh địa chống bó cứng AFF. Xin nhan trên gương, gương kính phục xe điện. Đăng ký đăng kiểm thì còn đến tháng 6 năm 2023 cơ. Màn hình cova, đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn. Đề lỗ sờ ta tốt, vô lăng túi khí nhá. 360 triệu đồng. Đẹp quá bác ơi, mỗi tuổi máy xăng em trên dịch vụ. Dịch vụ ok. Vâng, tạm thời máy dầu thì bên trường quá rồi. Máy dầu thì bên trường quá nhá. Bác cứ tham khảo tạm cho em mẫu máy xăng đi. Đấy, cứ cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage cho ô tô đồng của Hải Dương nhá. Lao có mẫu xăng thay với máy dầu là thì bác cứ theo dõi giùm em kênh nhá. Cảm ơn bác rất là nhiều này. Vừa là Vios 2016 đúng không? Đây, chỗ này lại có một con Vios đời cao như bác tham khảo giùm em này. Con này một con Vios đời cao, tiếp tục để giới thiệu gia đình nhá. Đây, Toyota Vios đời cao đây nhá. 2018 form 2019, động cơ 1.5, số động bản G tiên tư nhân 99 Bắc Đinh nhá. Đấy, cặp đèn pha bi cầu này, đèn gầm phá xương này. Và giải đèn giải đèn nép nhá. Đấy, đèn nép định vị ban ngày này. La sang đúc 4 bánh, phanh địa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan trên gương, gương kính cường thủy điện. Máy số keo chỉ sơn xí bao zin nhá. Zin đến 99.9%. Từ hãng ra nhà thì bây giờ vẫn thế này. Màu vàng cát vô cùng đẹp luôn. Cam đùi, cam hành trình. Đấy, vô lăng túi khí này. Màn hình cova này. Đề lỗ sờ ta tốt này. Điều hóa ô tô này. Đó lại full công nghệ, full đồ chơi rồi. Tư nhân chính chủ, đăng ký nâng kiểm dài. Đến tận tháng 3 năm 2024 cơ. 1.5 số tự động. Đấy, Vios bản G xịn. Xin gửi gia đình mình. Xin 99.9%. Bao test hãng trên toàn quốc cho đại gia đình mình. Đấy, hàng này rất nhiều là Vios này. Tiếp tục cái Vios này. Toyota Vios 2015 màu xanh. Đấy, động cơ 1.5 bản G nhá. Gửi gia đình mình. La sang đúc phanh đĩa này. Xin nhan thì trên sườn xe. Đèn pha bi cầu nội thất rất đẹp này. Màn hình cova cỡ lớn, cam đùi cam trình rồi. Các bác nào mà muốn chọn thì một mẫu xe mà lồi đồng cuối đá rất là bền này. Điện đóm máy số thì lành này. Về chạy dịch vụ đá đưa hoặc là làm một chiếc xe gia đình. Rất là phù hợp luôn. Form dáng này dường như không giờ lỗi thời nhá. Đấy, tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, đặt lên hàng đầu. Thì hãy quan tâm cho em mẫu này. Toyota Vios 2015 bản G. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu cho đại gia đình nhà mình ạ. Vâng, chóc Lê Thuận này, chóc Phương Hà, chóc Võ Cảnh, chào Hoàng Nguyễn Đình, chào Thùng Nguyễn, chào đại gia đình mình nhá. Chúc gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay vui vẻ. Có bước sóng này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi, gia đình nhà mình ơi. Đây thì ở chỗ này lại báo giá thì mình nhá. Một vài mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, số động nhập khẩu, gia đình mình còn quan sát đây. Hai chiếc xe trước máy quay gần đây nhá. À, con màu trắng thì bán rồi này. Con màu trắng thì bán rồi này, còn màu xanh, đây giới thiệu màu xanh thì mình cùng tham khảo này. Xe này mang tên là Kia Morning 2010. Đăng ký là bánh 2013 nhá. Tư nhân chính chủ 29 Hạ Lợi Phố 1.0 máy eco. Xin nhan gương la sang đúc, phanh điện chống bó cứng ABS. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 6 năm 2023. Máy số keo chỉ sơn si bao zin. Đấy, con số động này thì em đang bán với cho mình với cửa tiền này 235 triệu đồng rồi. 235 triệu đồng bao rút hồ sơ nhá. Kia Morning bản nhập Hàn, SX bản đồ phun kịch. Chào bác Thủy Tinh này, chào bác Vùi Đức, chào bác Lê Luận, chào bác Phương Hà. Chào toàn thể anh chị quý bác trên ba miền tổ quốc của chợ ô tô đồng Hải Dương. Đấy, cạnh mẫu Morning số động này. Tiếp tục báo giá chị mình nha. Hyundai Grand i10 số sàn 2016 nhá. Đấy, 2016 đăng ký bánh 2018. Động cơ 1.0 số sàn. Đấy, la sáng đúc, xin nhan gương, gương kính cụp xe điện này. Đời cao em đang bán với cửa tiền 240 rồi. 240 triệu đồng với gia đình mình nhá. Đấy, i10 màu trắng này. Con này bản bay nhá. Ở chỗ này chỉ có hai con bản full kịch nhá. Con này hai bản full kịch của gia đình này. Con màu trắng là 2016 và con màu bạc là 2014 này. 14 là 235 triệu đồng này. Và con màu trắng là 260 triệu đồng nhá. Bản đổ thì được trang bị như là la sang đúc, phanh điện chống bó cứng ABS. Xin nhan trên gương, gương kính cụp chỉ điện, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển rảnh tay nhá. Động cơ cùng là 1.0, đấy form 2014-2016 đây. 240 triệu đồng màu bạc và 260 triệu đồng cho mẫu i10 màu trắng này ạ. Đấy, các bác nào mà muốn chọn
tầm tiền loanh quanh mà hơn 200 triệu nhá. Tham khảo cho em mới đầu i10 đi. Hơn 200 thì bản đồ này còn tầm loanh quanh 200 thì cũng quá nhá. Vâng, chào Trần Hợp này, chào bác Lùng Trắng Văn, chào bác Lê Ngọc Nhạ, chào bác Thủy Tinh. Chào toàn thể anh chị quý bác trên ba miền đất nước, chào ô tô Đồng Ngoài Dương. Đấy, góc này còn một chiếc xe nữa này, rất là chất để gửi gia đình mình. Xe có tên là Kia Morning. Kia Morning số tự động 2009. Màu xanh nước biển nhạt rất đẹp đây. Đấy, đẹp kính quang nhá. Gì đến từng con ốc luôn. Là sáng đúc hoa mai phanh địa chứng bó cứng ABS. Cam lùi cam hành trình. Đấy, đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng ra chiều này. Xi nhan trên gương, gương kính cục sử điện 1.0 máy eco. Nhỏ gọn tiết kiệm liệu. Đang bán cửa tiền 225 triệu đồng thôi. Cho anh chị mình cùng tham khảo. Có con nào dưới 100 không bác? Hình hình. Dưới 100 thì tạm thời bên chưa có này. Cho bác Đinh Văn Chí này, i10 số tự động à. i10 số tự động thì tạm thời bên em cũng chưa có nhá. Các bác nào mà quan tâm đến mẫu nào bên em chưa có này thì cứ để lại cho em xin số điện thoại hoặc là nhắn tin trực tiếp qua Facebook cho em nhé. Em sẽ lưu lại số điện thoại nào mà có đầu xe số động của các bác mà hoặc đầu xe các bác đang cần mà bên em chưa có thì em sẽ liên hệ trực tiếp với các bác ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Nhà mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Hoan hỉ vui vẻ lên. Cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi những anh chị quý vị, những hàng thân thương của chỗ ô tô Đồng Ngoại Dương ơi. Vâng, tiếp theo đây lại một mẫu sedan đây đâu. Một mẫu sedan đây đâu, màu đen nhanh quanh có 100 triệu luôn. Để mình cùng tham khảo dùm em nhé. Xe có tên là Genta 209, 1.5 số sàn. Đấy, tên tư nhân 20 Thái Nguyên đây. Là sáng đúc xe màu đỏ là xe gì vậy? Màu đỏ à? Có màu đỏ con này đúng không ạ? Con màu đỏ này là con Genta bác ơi. Đấy, con màu đỏ này là con Genta ạ. Đấy, con này thì cũng số động nhá. Số động 1.2 nhập Hàn. Đấy, con này rất là đẹp luôn. Đây em review luôn cho bác tham khảo nhá. Đấy, cam lùi cam hành trình này, màn hình cova này. Đấy, đèn pha halogen nhá, có cả cửa slot luôn nhá. Nhập Hàn 2009 nhá. Đấy, 220 triệu đồng. 1.2 số động nhá, con này cũng số động đấy. Bác đang tham khảo một dòng i10 thì cũng tham khảo trong chiếc này đi. Giá cả thì cũng nanh quanh thế thôi, còn rẻ hơn đấy. Mà lại được xe nhập luôn đấy, nhập Hàn luôn ạ. Đây nhá, Genta 135 triệu đồng đây. 1.5 số sàn sedan đầu. Đại chất rồi, đủ đồ chơi rồi, cam nồi cam chỉnh, màn hình cỡ lớn nhá. 135 triệu đồng, còn bớt còn giảm sâu. Đây xem góc này là còn nào nhỉ? À đây còn Vios này. Vios này chưa báo giá này. Toyota Vios. Đấy, tên tư nhân Hà Nội nhá, 30E. Đấy, biển rất đẹp luôn, 30E 32638 này. Đấy, biển rất đẹp luôn này. 195 triệu đồng thôi. 1.5 số sàn la sáng đúc. Đấy, phanh đĩa chống bó cứng ABS xi nhan trên gương này. Màu đen lồi đồng cuối đá đây. 195 triệu đồng, còn có thể bớt và thương lượng sâu cho những anh chị quý vị, những khách hàng thân thương. Đấy thì cảm ơn tất cả các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, mỗi tối thì em cũng xin gia đình mình từ 40 đến 45 phút thôi. Báo giá đầu xe bên đang có cho anh chị mình cùng tham khảo nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Thì chỗ này này, báo giá gia đình mình một dòng số động 2 đồng, hơn 200 một tí này. Xe có tên là Kia Bride. Kia Bride 2008 nhập Hàn. Và đăng ký là bánh tại Việt Nam năm 2010. Động cơ 2, động cơ 1.4 số động, 225 triệu đồng nhá. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 11 năm 2022. Đấy, 5 chỗ xe gia đình. Máy số keo chỉ là 2008. Mà em vẫn cam kết là bao zin gia đình mình. Không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích cầm nước. Không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá. 225 triệu đồng cho mẫu Kia Bride 2008 rồi. Đấy, vừa rồi em cũng đã đi sắp hết một vòng chợ ô tô Đồng Ngoại Hải Dương rồi. Mong là qua buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, anh chị quý vị nhà mình đã có những cái nhìn sâu sắc và chân thực nhất về những đầu sản phẩm bên đang bán này. Đấy, chợ ô tô Đồng Ngoại Hải Dương cam kết những sản phẩm đưa đến tay người tiêu dùng không đâm đụng, không va chạm. Đấy, ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm sắt xi hoặc là và không thủy kích ngập nước. Đấy, và không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá, như là cầm cố tranh chấp. Đấy, cam kết gia đình nhà mình trên văn bản, trên giấy tờ. Đấy, chữ tín là đặt hàng đầu. Con Genta màu đỏ báo giá rồi này. Genta màu đỏ này. Đấy, con này là 220 triệu đồng thôi. Số động nhập Hàn. Đấy, đủ đồ chơi rồi. Sấy gương này, sấy kính này, sấy ghế này, cam nồi cam hành trình này, la sáng đúc này, cửa sổ trời ba lô la ma này. Con này đầy đủ rồi, nhập Hàn. Đời cũng rất là vừa phải, 2010, 220 triệu đồng thôi. Em mình cùng tham khảo dùm em ạ. Tiếp theo đây nhá, Kia Morning 216 nhá. Kia Morning 216 thì tạm thời bên còn 2 chiếc này.
Một chiếc màu vàng thì em đã giới thiệu đầu buổi livestream rồi. Và một chiếc màu be này thì mình cùng tham khảo cùng em nhé. Chiếc màu be này 195 triệu đồng, 1.25 số sàn 4 máy, tên tư nhân, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, bản bay như được trang bị la sang gốc rồi. Đấy, cặp đèn pha halogen còn sáng còn đẹp này, cam nồi cam hành trình. Cái dòng này thì rất là nổi tiếng với sự nhỏ gọn và bền bỉ nhé. Rất tiết kiệm nguyên liệu luôn, loanh quanh chỉ 4 lít, 7 đến 5 lít trên 100 km thôi. Đấy, rất đẹp luôn ạ. Đấy, sơn màu be này trông đẹp chưa thì mình ơi. 197 triệu đồng cho mình cùng tham khảo này. Tiếp tục ở kia em Linh nhé, nhưng ngày đời 2011. Đấy, tập lái này. Các bác nào muốn chọn mình một dòng xe tập lái lanh quanh tầm 130 nhá thì tham khảo cho em mẫu này đi. Kia Morning 211 tập lái 135 triệu đồng. Đấy, 1.0 số sàn. Đấy, có tập lái thôi, đủ đồ chơi rồi. Cam lùi, cam hành trình, màn hình cova, đèn pha bi cầu này, la sang đúc tầm đầy mâm nhá. 135 triệu đồng thôi, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu cho đình mình. Đấy, cạnh mẫu Kia Morning này, tiếp tục báo giá là mình một đầu sản phẩm i10 nhá. Hyundai Grand i10 2014, động cơ 1.0 số sàn, tên tư nhân thủ đô nhá. Đấy, con này thì em đang bán với tiền 235 triệu đồng thôi. 230 triệu đồng, bản đổ phun kịch, na sang đúc, phanh điện chống bó cứng 2m, xin nhan trên gương và gương kính cùng suy điện. Vâng, vì vừa rồi em đã giới thiệu cho gia đình mình 79 đầu sản phẩm rồi. 79 đầu sản phẩm bên em đang có nhá. Đấy, 4 chỗ 5 chỗ này, gầm cao gầm thấp này, quanh quanh đâu đó chỉ dưới 600 triệu thôi. Nhà mình đã có những chiếc xe vô cùng chất lượng, mang về phục vụ cho bản thân gia đình nhé. Cho xem Vios đi bác. Vâng, cháu Trần Đạt ạ, Vios. Ok, Vios. Đây, Vios bên em lên quanh chỗ này còn mấy mẫu đây nhá. Đấy, đời cao cũng có mà đời trung bình quá nhá. Đây, Vios đây, em xin lược qua bác cùng tham khảo này. Toyota Vios màu trắng nhá. Đây, Toyota Vios màu trắng 2017, 1.5 số tự động bản AI nhá. Con này thì em đang bán với cửa tiền gia đình mình này 448 triệu đồng nhá. Số động này, bao test hãng nhá, hỗ trợ trả góp xin xe toàn quốc này. Đấy, em xin báo giá qua cho bác tham khảo này. Bác mà quan tâm sâu đến dòng nào, đòi tầm bao nhiêu nhá, cứ bình luận cho em đi. Em review sâu nhất nhá. Vios bản EA 2009 này. Đấy, tên tư nhân nhá. Con này biển gốc nhớ không nhầm là bên 14 Quảng Linh đúng không? Biển gốc là Quảng Linh này. La sang đúc, phanh điện chống bó cứng 2m, bản EA xịn nhá. 225 triệu đồng này. Đấy. Đấy, báo giá hết rồi thì bác hỏi thì em cũng báo giá lại một lần nữa cho các bác vào sau cùng tham khảo này. Con này cũng Vios đây, tên tư nhân thủ đô nhá. 195 triệu đồng, màu đen. Đấy. 1.5 số sàn, máy số keo chỉ sơn xịn còn đại chất luôn. Rồi tiếp tục đây này, con màu xanh này thì đời 2015 nhá. La sáng đúc này, cặp đèn pha bi cầu này, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn này, đăng ký đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023 cơ. Cam lùi cam hành trình, tên tư nhân 17 đây, quê lúa Thái Bình nhá. Con này thì là 285 triệu đồng này. Con này bản G xịn 2018 này, cuối 2018 này, đầu 2019 form mới thôi. Con này thì đang bán với cửa 515 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ bao zin bao test hãng chưa, 515 triệu đồng này. Đấy, xin báo giá lại những đầu sản phẩm Vios mà bác quan tâm này. Vios 216 số sàn bản E 365 triệu đồng nhá. Đấy, full đồ chơi rồi, cam nồi cam hành trình, màn hình cova, đèn pha bi cầu, la sang đúc, phanh điện chống bó cứng ABS này. Đấy, độ sơn lên giải hai màu mây bát con này. Con này 365 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ, hỗ trợ trả góp. Chiếc này nhá, đời rất là cao. Đấy, thì cảm ơn tất cả anh chị quý vị nhà mình đã xem đến bây giờ của buổi báo giá livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Mong là các bác đã có nhìn sâu sắc nhất về những đầu sản phẩm mình đã bán rồi. Xin chào và gặp lại gia đình mình trong những buổi livestream tiếp theo nhá. Và là Thanh Tùng. Đấy, muốn có xe thì tìm ngay Thanh Tùng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, hẹn gặp lại gia đình nhà mình ạ.